đấy, từng cái thanh âm nó tanh tách tanh tách, mà đặc biệt nó lại rất là nhuyễn và mịn. Các bác thấy không ạ, nó gảy ở giải cao đấy ạ. ZK Audio, nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, xin chào quý vị đã quay trở lại kênh YouTube ZK Audio. Vâng, hôm nay bên em giới thiệu đến các bác một cái dòng siêu phẩm siêu độc siêu dị về cái dòng kép rời, mang thương hiệu là JBL, model là ST200 Plus. Vâng, mấy hôm trước bên em có về một cái mẫu là ST200. Bây giờ hàng về khó quá, bên em lại nhập được cái dòng ST200 Plus. Đây là bản nâng cấp. Đặc biệt cái dòng này là hàng chính hãng, sản xuất tại Mexico. Và đây là hàng sách tay. Bác yên tâm, đây là hàng đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Tiếng chép rất là tơi, đặc biệt đây là chép dòng titan và tiễn rất là hay. Vâng, từ phía trước các bác đi ạ. Vâng, một đôi bên em đang đánh trực tiếp từ đằng sau đẩy luôn ạ, không bao giờ cháy vì đằng về cái dòng này được sở hữu cái tụ cản phía đằng sau lộ ra bên ngoài rất là đẹp và đặc biệt là chống cháy tuyệt đối. Vâng, rất hay. Vâng, đây ạ, đây hình dáng cận cảnh đây ạ, rất là đẹp. Đây phân tần đây ạ, rất là hay, rất là đẹp, rất là lạ. Đây JBL ST200 Plus sản xuất tại Mexico ạ. Công suất của nó là 400W và 8 ohm ạ. Vâng, rất là đẹp các bác nhá. Không còn chê vào đâu được, từng đường nét rất là tinh tế. Và đối với cái chân này chúng ta có thể lâng độ cao được này. Đó. Vâng, thương hiệu JBL. Model là ST200 đây ạ. Và đặc biệt cái dòng này phía trong cái này được thiết kế một cái đầu đạn rất là to, nhìn rất là hầm hố gấu. Và phía trong lớp cái họng kèn này có một cái lớp mạ chrome. Lớp mạ chrome này để thẩm thấu tiêu âm những cái giải âm cao gây chói tai. Vì thế nó sẽ thẩm thấu rất tốt, tiêu âm rất tốt những giải chép cao. Để nó đưa ra đến tai chúng ta những cái giải chép rất là tơi, mịn, nhuyễn, nghe rất là sướng. Làm cho bài hát nó được sáng tiếng rất là nhiều. Và các bác thấy đẹp không ạ? Quá đẹp luôn ạ. Twitter đấy ạ. Ở ngoài là bằng nhôm nguyên khối rất là đẹp, sang trọng, nhìn rất là thời thượng ạ. Vâng, quay trở lại hai sản phẩm mà bên em đang bày phía trước đi ạ. Vâng, đây là chép chúng ta đang nghe đây nhá. Rồi em tắt chép đi để các bác so sánh. Vâng, đây là em tắt toàn bộ là cái chép ở trên cái chép rời. Và chúng ta đang nghe bằng chép đô la. Cái bài nhạc nó bị tối đi rất nhiều. Và sau đây em sẽ hỗ trợ chép vào để các bác cùng so sánh nhé. Các bác thấy không ạ? Sáng tiếng, tơi, cái giải âm cao. Nó nghe tanh tách tách, nghe rất sướng. Hỗ trợ giải chép rất là tốt ạ. Tái tạo giải âm cao rất tuyệt vời. Đặc biệt những dàn karaoke thiếu chép thì thêm vào rất là ổn, rất là ok. Đặc biệt là lại còn chống cháy nữa ạ. Không bao giờ cháy, không bao giờ đứt. Vâng, các bác thấy không ạ? Trải nghiệm thế nào ạ? Rất tuyệt vời. Đấy, từng cái thanh âm nó tanh tách tanh tách, mà đặc biệt nó lại rất là nhuyễn và mịn. Vâng, các bác thấy không ạ? Nó gảy ở giải cao đấy ạ. Vâng, các bác thấy không ạ? Tiếng tép rất là tơi luôn.
khiến đôi tai chúng ta cảm thấy nó rất là dễ chịu. Các bạn tắt đi một đoạn nhé. Rồi các bác thấy không ạ? Nó tối đi nhiều lắm. Đấy này em đẩy trực tiếp đằng sau đẩy luôn ạ. Đẩy con này là 1000W, 850W một kênh nhá. Vâng, thiếu rất là khó chịu. Em tăng lên này. Đấy, tăng chép cho các bác. Nghe rất là tơi. Vâng, phải nói là một siêu phẩm luôn ạ. Một siêu phẩm của JBL. Rồi em đấu trực tiếp đằng sau đẩy, các bác thấy không ạ? Không bao giờ cháy đâu nha các bác nhá. Vâng, từ nơi thời gian thì em cũng đưa các bác đến được cái sự trải nghiệm mới của đôi chép rời JBL. Dòng này dòng sách tay Mexico. Còn một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video ạ. Và sau đây em xin phép được dừng video. Và xin chào và hẹn gặp lại. Các bác muốn mua, muốn sở hữu, các bác hãy comment phía dưới video ạ. Bọn em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác ạ. Bên em nhận ship code toàn quốc các bác nhé. Các bác nào chưa đăng ký, các bác hãy đăng ký kênh nhé. Và nhớ ấn chuông để cập nhật tin tức bên em cập nhật mỗi ngày ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.